hợp với gương mặt. Lần này em đi 5 mũi thì có mẹ động viên đi theo em để chăm sóc. Bây giờ em rất là lo lắng, hồi hộp. Sau khi nói chuyện với bác sĩ thì em đã hiểu hơn về vấn đề 5 mũi. Nên em quyết định là